Cục Hàng không, thanh tra xác minh thông tin và xử phạt Vietjet theo quy định. Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam cho biết sẽ thanh tra làm rõ các hành vi, mức độ vi phạm của Vietjet Air, từ đó sẽ có hình thức xử phạt theo quy định của pháp luật. Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam Đinh Việt Thắng cho biết thanh tra Cục Hàng không đang xác minh thông tin để làm rõ hành vi, mức độ vi phạm của hãng hàng không Vietjet Air khi để người mẫu ăn mặc phản cảm chụp ảnh trên chuyên cơ chở riêng các tuyển thủ U23 Việt Nam từ Thường Châu, Trung Quốc về sân bay Nội Bài. Thanh tra làm rõ các hành vi, mức độ vi phạm của Vietjet Air, từ đó sẽ có hình thức xử phạt theo quy định của pháp luật, ông Thắng khẳng định. Ông cũng chia sẻ, Vietjet Air không xin phép Cục Hàng không khi tổ chức biểu diễn thời trang phản cảm trên máy bay. Vào ngày 28 tháng 1, một loạt những hình ảnh và trạng thái đùa cợt của các cô người mẫu ăn mặc phản cảm trên chuyên cơ chở các cầu thủ U23 Việt Nam về nước được lan truyền. Dư luận phản ứng trước hình ảnh được cho là phản cảm không phù hợp trên một chuyến bay dành riêng để chở những người hùng U23 Việt Nam. Tối cùng ngày, Tổng Giám đốc Vietjet Air đã đưa ra lời giải thích. Trên chuyến máy bay đón đội tuyển U23 Việt Nam từ Thường Châu về Hà Nội đã có một tiết mục của nhóm diễn viên ngẫu hứng trình diễn. Tiết mục này không nằm trong chương trình của công ty mà tự phát từ ban tổ chức hậu cần chuyến đi. Hơn nữa, một diễn viên đã tự ý xin chữ ký và chụp hình cùng cầu thủ và tự đưa lên mạng xã hội hình ảnh ngoài không gian tiết mục, tạo bức xúc cho cộng đồng mạng. Lời giải thích và xin lỗi của Vietjet Air không nhận được sự đồng cảm của dư luận. Nhiều ý kiến cho rằng Vietjet Air đang đổ lỗi cho người mẫu. Màn thời trang xấu hổ trên chuyên cơ Vietjet đón U23 cùng những lời xin lỗi thiếu chân thành. Vietjet đã thông báo xin lỗi sau màn bikini phản cảm trên chuyên cơ đón U23 Việt Nam từ Thường Châu về Hà Nội. Tuy nhiên, theo những gì Vietjet đưa ra thì lỗi hoàn toàn do nhóm diễn viên muốn ngẫu hứng. Trong chuyên cơ của Vietjet đón U23 Việt Nam về sân bay Nội Bài chiều 28 tháng 1, mọi người đã ngỡ ngàng khi hình ảnh những người mẫu mặc bikini uốn éo, quàng vai bá cổ các tuyển thủ trẻ cùng những điệu múa bị gọi là rẻ tiền. Những trò phản cảm, xấu xí làm hoen ố hình ảnh đẹp đẽ của U23 và tổn thương tình cảm của hàng triệu người hâm mộ Việt Nam này lan truyền với tốc độ chóng mặt. Dư luận bùng lên giận dữ, bức xúc và đòi Vietjet cùng những người liên quan phải làm rõ, xin lỗi và nhanh chóng nhận trách nhiệm cũng như xử lý ai đã gây nên sự cố cực kỳ khó chấp nhận này. Trước sự dậy sóng của dư luận, Tổng Giám đốc Vietjet Nguyễn Thị Phương Thảo cho biết, trên chuyến bay đón đội tuyển U23 Việt Nam từ Thường Châu về Hà Nội, đã có một tiết mục của nhóm diễn viên ngẫu hứng trình diễn. Tiết mục này không nằm trong chương trình của công ty mà tự phát từ ban tổ chức hậu cần. Hơn nữa, một diễn viên đã tự ý xin chữ ký và chụp hình cùng cầu thủ và tự đưa lên mạng xã hội hình ảnh ngoài không gian tiết mục, tạo bức xúc cho cộng đồng mạng. Nhưng nữ người mẫu lại thanh hương khi được hỏi đã cho hay, hiện tại, tôi không muốn trả lời vấn đề này. Mọi người hãy liên hệ hỏi hãng hàng không vì tôi nghĩ vấn đề này không liên quan tới tôi. Còn nhà thiết kế trang phục mà Hương khoe da khoe thịt trên chuyến bay ấy viết gì trên trang cá nhân? Nhà thiết kế trẻ Nguyễn Thế Truyển đã đăng dòng trạng thái, cảm thấy bị tổn thương và nói rõ, bản thân rất bức xúc và tức giận khi bộ trang phục truyền thiết kế dùng sai mục đích tạo ra sự phản cảm quá mức cho phép như vậy. Nếu như được đề nghị thiết kế cho sự kiện mang tính lịch sử và trọng đại như thế này, Truyển sẽ đề nghị chọn tà áo dài cờ đỏ sao vàng hoặc thiết kế những trang phục mang tinh thần dân tộc đầy hào khí. Còn nếu không, Truyển sẽ từ chối nếu nhãn hàng không chấp thuận đề nghị của mình, chứ không bao giờ đồng ý thiết kế một bộ trang phục như vậy trong sự kiện đáng tự hào này. Truyển rất buồn và sốc khi Vietjet đã sử dụng lại trang phục trong hoàn cảnh không phù hợp khiến mọi người nhìn vào phẫn nộ, đồng thời làm giảm giá trị bộ trang phục cũng như xúc phạm một nhà thiết kế trẻ như mình. Anh cho biết thêm, tôi rất sốc và ngỡ ngàng vì bộ bikini trắng nhận đặt hàng dành cho buổi chụp bộ hình lịch 2018 của Vietjet chứ không phải dành cho sự kiện lịch sử này. Chắc không cần thêm nhiều thông tin, các bạn cũng rõ nhiều điều và phần nào biết được lỗi từ đâu do ai trong sự cố đáng xấu hổ và gây bức xúc dư luận suốt nhiều giờ qua. Dù cho giờ đây, họ có đổ lỗi cho nhau hay cố gắng phơi bày ra bao nhiêu, sự thật đi nữa thì cũng cực kỳ khó để bào chữa cho màn diễn vô cùng phản cảm ấy. Quá nhiều người đã nhận rõ những người hùng U23 không hào hứng mà rất gượng gạo, thậm chí có người còn quay mặt đi trước thân hình lồ lộ của nhóm diễn viên múa. Vietjet dù xin lỗi nhưng lại đổ vấy cho người khác, lại thanh hương nói thẳng chẳng liên quan, nhà thiết kế cảm thấy bị tổn thương, lãnh đạo đoàn bóng đá U23 cũng tỏ ra vô can vẫy trách. Nhiệm thuộc về ai đây và lời xin lỗi chân thành tìm ở đâu?
Chẳng lẽ chúng ta lại xin lỗi chính mình khi để tình cảm dành cho U23 đang bị nhiều thành phần lợi dụng như sự cố đáng hổ thẹn này? Lý lẽ nào cho phép họ đã làm tổn thương lòng mến mộ của hàng triệu người Việt và hoen ố hình ảnh U23 lại dễ dàng thoái thác trách nhiệm như vậy? Tôi cho rằng lỗi lớn nhất vẫn là Vietjet, còn lại Thanh Hương cùng các cô người mẫu và lãnh đạo đoàn bóng đá U23 không thể vô can. Đừng nghĩ rằng trong niềm vui dư luận sẽ xí xóa, đừng tưởng rằng vài lời như thế mọi người sẽ chấp nhận. Không chỉ lố lăng, phản cảm mà ngay cả cách đổ lỗi cho nhau, lẫn tránh trách nhiệm thiếu chân thành cũng khiến Vietjet cùng những vị liên quan đánh mất hình ảnh trước hành khách và công chúng. Có vẻ như họ chưa lường hết những hệ lụy sau này, cả hữu hình lẫn vô hình. Nhưng trước mắt, hàng chục tỷ mà Vietjet bỏ ra BR trong thời gian qua xem như đổ sông đổ biển. Còn lại Thanh Hương liệu có còn đứng vững trên sàn diễn với thái độ như vậy? Tôi không tin mọi chuyện sẽ nhanh chóng chìm vào quên lãng với hành xử như thế này. Áp cờ cần giải thích vì sao không hoãn trận đấu. Các quan chức Liên đoàn bóng đá châu Á, AFC, chưa đưa ra bất kỳ lời giải thích nào xung quanh quyết định vẫn cho trận chung kết giải U23 châu Á giữa VN và Uzbekistan diễn ra trong điều kiện tuyết rơi dày đặc ở sân vận động Olympic Thường Châu. Tuy nhiên trong quá khứ, lịch sử bóng đá thế giới từng ghi nhận nhiều trận đấu khác cũng chìm ngập trong tuyết. Nổi tiếng bậc nhất về độ dày của tuyết trong khuôn khổ các trận bóng cấp quốc gia có lẽ là cuộc đấu ở vòng loại World Cup 2014 giữa Mỹ và Costa Rica vào tháng 3 năm 2013 ở Colorado. Bất chấp nỗ lực dùng các phương tiện xúc tuyết của chủ nhà, mặt sân vẫn hoàn toàn bị che phủ bởi màu trắng khi trận đấu bắt đầu. Kết quả, Mỹ thắng 1-0 và phía Costa Rica gửi đơn đòi hủy bỏ kết quả trận đấu khi cho rằng cơn mưa tuyết ảnh hưởng nặng nề đến lối chơi của đội bóng. Nhưng rồi FIFA đã bác bỏ yêu cầu này và công nhận tỷ số. Việc tranh cãi quanh chuyện thi đấu trong trời tuyết diễn ra xuyên suốt lịch sử bóng đá. Rất nhiều trận đấu đã bị hủy, nhưng điều đó chỉ đến khi mặt tuyết phủ kín sân với độ dày lên đến 5-6cm trước trận đấu. Hầu như không có một quy định rõ ràng nào từ FIFA về việc hủy trận đấu do thời tiết. Trong điều lệ về an toàn và an ninh trận đấu do FIFA ban hành, chỉ có những quy định chung chung về việc hủy trận đấu khi thời tiết quá khắc nghiệt, gây nguy hiểm cho cầu thủ. Cựu trọng tài lừng danh người Anh Mike Riley hiện điều hành ủy ban giám sát trận đấu của ngoại hạng Anh từng chia sẻ nhiều kinh nghiệm về việc hủy trận đấu do tuyết. Hai nguyên nhân chính để hủy trận đấu được ông Riley đưa ra là 1. Đủ gây nguy hiểm cho cầu thủ. 2. Khán giả không còn tầm nhìn. Mới tháng 12 năm 2017, hàng loạt câu lạc bộ ở Anh, Scotland, xứ Quay và Bắc Ireland đã đồng loạt lên tiếng kêu gọi ban tổ chức các giải đấu của mình hủy các trận đấu vì tuyết quá dày. Câu lạc bộ Hale Soquentau của Bắc Ireland cho biết sân bóng của họ bị che phủ bởi lớp tuyết dày đến 3 in, khoảng 7,6cm, và ban quản lý sân hoàn toàn bất lực trong việc dọn tuyết. Phải đến mức này ban tổ chức giải mới quyết định cho hoãn nhiều trận đấu. Nhưng các trận đấu ở những giải hạng cao như ngoại hạng Anh thì rất hiếm khi hủy dù tuyết nhiều lúc rơi dày đặc hơn thế. Điều này đến từ việc các câu lạc bộ hạng cao luôn sở hữu những sân đấu tối tân, với các hệ thống làm nóng bên dưới mặt sân. Sự nghiệp dư đã giết chết một trận đấu hay. Đáng ra người hâm mộ đã được thưởng ngoạn một trận chung kết có chất lượng chuyên môn tốt hơn ở vòng chung kết U23 châu Á. Trận chung kết U23 châu Á 2018 đã khép lại với chiến thắng 2-1 thuộc về U23 Uzbekistan. Khác với Iraq hay Qatar, Uzbekistan đã đánh bại Việt Nam vì biết cách tận dụng những cơ hội, đặc biệt là pha lập công chẳng khác bàn thắng vàng ở phút thứ 120. U23 Việt Nam không có cái kết trọn vẹn, nhưng những gì thầy trò Park Hang-seo thể hiện ở giải đấu năm nay đã là chiến công hiển hách, đáng để lưu vào sử sách của bóng đá nước nhà. Nhưng người hâm mộ Việt Nam vẫn cảm thấy tiếc vì sự thiếu chuyên nghiệp của ban tổ chức và AFC. Khác với tất cả các trận đấu khác ở vòng chung kết U23 châu Á, trận chung kết diễn ra với điều kiện thời tiết khắc nghiệt. Mưa tuyết quá lớn đã khiến mặt sân Thường Châu chẳng khác một sân băng. Đã có những thông tin về việc hoãn trận đấu nhưng rốt cuộc nó vẫn diễn ra đúng kế hoạch. Trận đấu bắt đầu mà gần như không có sự hỗ trợ nào từ ban tổ chức ngoại trừ việc dọn dẹp tuyết ở những điểm có vạch kẻ sân. Thi đấu dưới mặt sân như vậy là ác mộng đối với mọi cầu thủ chứ nói gì với những cầu thủ hiếm. Khi thấy tuyết như U23 Việt Nam, mặt sân phủ đầy tuyết đã ảnh hưởng quá lớn tới chất lượng chuyên môn của trận đấu, khiến trận chung kết trở thành cuộc chiến với thời tiết chứ không hẳn là một trận tranh chức vô địch. Nếu hai đội bóng vào chung kết là những quốc gia lớn khác như Hàn Quốc, Nhật Bản hay chủ nhà Trung Quốc, có thể sẽ có một quyết định khác.
Sự thiếu chuyên nghiệp của ban tổ chức và AFC còn thể hiện ở những chi tiết phụ nhưng lại là chính của một trận đấu, đó là trái bóng sử dụng và màu áo ra sân. Ở một mặt sân trắng xóa, màu trắng là điều tối kỵ. Ấy vậy mà U23 Uzbekistan vẫn ra sân với bộ trang phục trắng, trong khi họ vẫn còn một màu áo đấu khác là màu xanh. Hệ quả thì ai cũng thấy, U23 Uzbekistan thi đấu như những người biết, tàn hình. Và ở hiệp 2, quyết định thay đổi màu áo đã xảy ra. Nó giống như thể U23 Việt Nam đối đầu với mỗi đội bóng một hiệp vậy. Đây là điều hiếm trên thế giới. Trong luật, FIFA không đề cập tới chuyện thay đổi màu áo giữa trận. Nhưng nếu chuyên nghiệp, ban tổ chức và AFC đã phải sớm tính tới chuyện chọn màu áo cho hai đội bóng, nhất là khi họ xác định vẫn ra sân trong mưa tuyết. Rất có thể sau giờ nghỉ giữa hai hiệp, đã có áp lực vô hình nào đó buộc U23 Uzbekistan phải thay đổi màu áo. Và nó càng cho thấy sự thiếu tính toán và nghiệp dư của ban tổ chức với trận đấu quan trọng nhất của giải. Những quyết định hài hước đã khiến trận chung kết của giải đấu mất đi cái hay của nó. Lại nói tới trái bóng, ban tổ chức đã quyết định sử dụng trái bóng màu vàng cho trận đấu diễn ra trên sân tuyết. Nó không hợp lý vì gây ảnh hưởng tới khả năng quan sát của các cầu thủ chứ chưa nói tới khán giả truyền hình và những người có mặt trên khán đài. Ở phương Tây, khi thi đấu trên các mặt sân phủ tuyết, trái bóng sử dụng thường có màu rực rỡ như đỏ, xanh, hồng hoặc cam đậm. Còn U23 châu Á thì không. Đây cũng là một sự thiếu tính toán rất nghiệp dư của ban tổ chức. Họ đã bất chấp thời tiết để tổ chức trận chung kết nhưng lại không tạo ra những công cụ để phục vụ cho trận đấu đó. Cách mà U23 Uzbekistan và U23 Việt Nam phải vật vã chiến đấu với thời tiết rõ ràng đã khiến trận đấu được chờ đợi nhất giải mất đi cái hay, cái đẹp. Người hâm mộ Việt Nam không buồn vì thất bại nhưng buồn vì sự thiếu trách nhiệm của ban tổ chức. Không phải lúc nào bóng đá Việt Nam cũng có cơ hội được tham dự một trận đấu như vậy. Các bạn hãy bấm vào nút đăng ký kênh bên dưới để có thể cập nhật những tin tức nóng hổi mới nhất nhé.